Rồi các bạn nè, hôm nay mình sẽ học cái chủ đề đầu tiên của hình học, đó là một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ha. Vậy chủ đề này mình sẽ học 4 tiết, hôm nay mình học 2 tiết, tuần sau mình học thêm 2 tiết nữa. Rồi, vậy các bạn ghi tựa đề vào đi nha. Ghi tựa đề vẽ hình vẽ tam giác ABC vào còn hoạt động 1 này khỏi ghi. Rồi, vẽ hình vào nha, vẽ tam giác vuông, đúng tam giác vuông như cô nha. Vẽ hình xong chưa mấy đứa? Bây giờ cô nhắc lại các kiến thức nè. Bây giờ ở đây mình học từ lớp 7 rồi, tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A thì cạnh BC được gọi là cạnh gì? Còn nhớ không? Có nghe câu cô hỏi không? À bạn Quân, Minh Quân. Dạ, thưa cô là cạnh huyền. Đúng rồi, cạnh BC mình gọi đó là cạnh huyền. Ha. Rồi còn cạnh AB với cạnh AC người ta gọi là gì? Tú An. Dạ thưa cô là hai cạnh góc vuông. Đúng rồi, cạnh AB và AC ta gọi là hai cạnh góc vuông. Hai kiến thức này mình được học từ lớp 7 rồi. Vậy ở đây trên hình vẽ này cô có AH nó vuông góc với BC. Vậy AH này được gọi là gì? Lớp 7 cũng học rồi đó. Nguyệt Tú. Nguyệt Tú. Cô ơi. Ơi, đường cao à? À, đúng rồi, AH gọi là đường cao ứng với cạnh huyền BC. Vậy mình có đường cao ứng cạnh huyền BC là AH nha. Rồi vậy có trong đây còn hai đoạn thẳng cô chưa nêu tên nữa, đó là hai đoạn nào? BC là cạnh huyền rồi nè. AB với AC là hai cạnh góc vuông rồi nè. AH là đường cao rồi nè. Vậy còn hai đoạn thẳng nào trong hình này cô chưa nêu? Trần Gia Huy. Thưa cô là BH và HC. À còn BH với HC là cô chưa nêu. Vậy ở lớp 7 mình học rồi, đoạn BH này được gọi là gì? Ai nhớ không? Rồi cô nhắc nha. À rồi mời bạn Quân. Thưa cô, BH là hình chiếu của AB. Ừ, còn CH? Vậy là hình chiếu của AC. Đúng rồi, vậy mình có BH là hình chiếu của cạnh góc vuông AB, còn CH là hình chiếu cạnh góc vuông AC. Đó. Vậy thì các bạn đã nắm được các khái niệm trên cái hình này chưa? Tại vì sau này mình sẽ nghe những cái từ cạnh huyền, cạnh góc vuông, đường cao, hình chiếu rất là nhiều, cho nên các bạn phải biết phân biệt được. Vậy trên hình vẽ này mình có là rõ ràng cạnh huyền là BC, cạnh huyền BC nó đối diện góc A, cho nên thường là có một số bài tập người ta sẽ ký hiệu đây là có độ dài bằng A. À. Rồi hai cạnh góc vuông là AB với AC, trong đó cạnh AB nó đối diện với góc C thì người ta ký hiệu có độ dài bằng C. Cạnh AC là cạnh đối diện góc B nên người ta ký hiệu là có độ dài là B. Rồi đường cao người ta ký hiệu có độ dài là H. Ở đây cô ghi hơi nhầm một tí nha, sửa lại chỗ này cho cô. Là cái này không cần ghi vào vở đâu. Rồi cạnh BH là hình chiếu của cạnh AB cho nên người ta gọi đó là C'. Còn cạnh CH này là hình chiếu của cạnh AC, người ta gọi là B phẩy. Vậy sau này có những cái bài tập người ta sẽ cho ký hiệu A bằng mấy, B bằng mấy, C bằng mấy thì mình phải biết A là độ dài cạnh nào, B là độ dài cạnh nào. Hiểu chưa? Rồi các bạn đã nắm được cách gọi tên của các đoạn thẳng trong cái hình này rồi ha. Bây giờ tương tự như vậy cô cho một tam giác khác. Tương tự như vậy các bạn cũng gọi tên cạnh huyền, cạnh các cạnh góc vuông, đường cao, hình chiếu. Rồi xác định nha cô nè. Được không? Đây tam giác DEF vuông tại D. Vuông tại D thì có gì? DK vuông góc với EF. Vậy thì đối với tam giác DEF đâu là cạnh huyền, đâu là các cạnh góc vuông, đâu là đường cao, đâu là hình chiếu? Rồi mời một bạn trả lời nào, Quý.
Quý trả lời. Con nghe không cơ? Có. Dạ mạng hơi yếu nên hơi chậm rồi. Ừ. Dạ DE là cạnh góc vuông, DF cũng là cạnh góc vuông. Hai gì nữa? Dạ EK với KF là hình chiếu, EF là cái cạnh huyền, DK là đường cao. Rồi. Vậy các bạn có hiểu được không? Cô nói lại một lần nữa nha, tam giác DEF nó vuông tại đâu? Vuông tại D. Vuông tại D cho nên là có cạnh EF. EF gọi là cạnh huyền. Còn hai cạnh DE với DF gọi là hai cạnh góc vuông. Rồi còn cạnh DK gọi là đường cao. Rồi còn hai cái đoạn ngắn là chia cạnh huyền ra là EK với FK, EK với FK người ta gọi là hình chiếu. Vậy các bạn đã biết cách xác định các tên gọi của các đoạn thẳng trên hình chưa? Vậy trong chủ đề hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông thì mình chỉ xét đến tam giác vuông và tam giác vuông nó sẽ có đường cao ứng với cạnh huyền. Bắt đầu bây giờ mình sẽ tìm hiểu các định lý về hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Đây bây giờ các em mới ghi bài này, một nhỏ hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Vì tiết học có 30 phút thôi cho nên cô sẽ không trình bày chứng minh định lý, mà chứng minh định lý có ở trong sách giáo khoa rồi, các bạn muốn tham khảo các bạn sẽ tham khảo sách giáo khoa. Ở đây cô chỉ mang tính chất là giới thiệu định lý, phân tích cho các bạn hiểu nội dung định lý và vận dụng để làm ví dụ nha. Vậy trong phần này mình sẽ có định lý số 1, mời một bạn đọc nội dung định lý số 1. Bạn Thùy Dung. Dung có nghe cô gọi không? Bạn Thùy Dung có nghe cô gọi không? Gọi lần thứ ba rồi Dung. Cô mà gọi ba lần mà không trả lời là mai mốt bị trừ điểm chuyên cần đó. Rồi cô mời bạn khác. Bạn Thiên Cẩm. Được cô ơi, cô hỏi lại câu hỏi. Cô nói là đọc nội dung định lý 1 không có nghe được hay sao vậy? Dạ, định lý 1 là trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Rồi, vậy các bạn đọc phân tích nội dung định lý số 1 của cô nè. Nội dung định lý này có trong sách giáo khoa rồi, các bạn không cần ghi đâu nha. Bây giờ mình thấy nè, trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông. Vậy mình có ở đây liên quan đến nội dung là bình phương. Bình phương mỗi cạnh góc vuông, tại vì ở đây có tới hai cạnh góc vuông cho nên người ta mới nói bình phương mỗi cạnh góc vuông. Bằng tích, tích là phép nhân của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Vậy nhìn vào đây mình thấy ở đây hồi nãy cô nói rồi, trong tam giác đối với tam giác ABC thì có hai cạnh góc vuông, đó là hai cạnh nào? Đó là hai cạnh, cạnh thứ nhất là cạnh AB, cạnh thứ hai là cạnh AC. Vậy thì lúc này mình sẽ có viết đối với cạnh góc vuông thứ nhất là cạnh AB trước. Vậy đây nè, bình phương mỗi cạnh góc vuông có nghĩa là gì? AB bình phương. Bằng gì? Tích cạnh huyền và hình chiếu cạnh góc vuông có nghĩa là bằng gì đây? Ai viết được? Bạn nào trả lời vậy? Cô chưa gọi đâu, nghe tiếng ai trả lời vậy? Rồi bạn Ngọc Anh. Anh Huỳnh Đỗ Ngọc Anh. Dạ thưa cô, bình phương cạnh góc vuông AB là bằng cạnh huyền BC nhân với hình chiếu của cạnh góc vuông đó là cạnh BH. Nhân với hình chiếu cạnh góc vuông đó là BH. Đó, vậy là mình có được một công thức liên quan đến cạnh góc vuông thứ nhất là cạnh AB. Tương tự như vậy mình còn một cạnh góc vuông nữa đó là cạnh AC. Vậy mời bạn viết cho cô công thức liên quan đến cạnh góc vuông thứ hai. Hà My. Dạ AC mũ 2 bằng BC nhân HB. Nhân HB hả? BH với HB như nhau à? Dạ BC, dạ BC nhân với lại CH. BC nhân với CH, tại vì CH mới là hình chiếu của cạnh AC. Rồi các bạn lưu ý,
hiểu cách viết hai công thức này chưa? Đó, vậy thì nội dung định lý số 1 phát biểu dài dòng như vậy đó, thì mình có thể nhớ theo cách ngắn gọn đó là gì? Cứ nhớ cho cô, cạnh góc vuông cô viết tắt như này, cạnh góc vuông bình phương thì bằng cạnh huyền nhân với gì? Hình chiếu tương ứng. Đó, mình chỉ cần ghi ngắn gọn như này thôi là mình đã nhớ được chưa? Mình chỉ cần nhớ được cái hình ảnh ở trong đầu mình là mình sẽ nhớ được nội dung định lý. Rồi, các bạn có hiểu được định lý số 1 chưa? Về định lý số 1 cô sẽ viết bằng ký hiệu như sau. Vậy khi viết bằng ký hiệu thì các bạn phải ghi rõ ràng cho cô là xét tam giác gì, vuông tại đâu, có đường cao là đường nào ha. Thì lúc đó mình mới viết được công thức. Rồi, vậy thì nội dung các bạn trình bày vào vở thì các bạn chỉ ghi cho cô định lý 1 là sách giáo khoa trang 65. Sau đó các bạn sẽ ghi bằng ký hiệu rồi vẽ hình vào thôi. Các định lý này cô sẽ chung cho chung một hình vẽ nên các bạn chỉ cần vẽ hình đầu tiên thôi để đỡ mất thời gian. Rồi xong chưa? Ghi xong nội dung định lý này rồi, chỉ ghi một ký hiệu thôi nha. Còn phần bằng lời trong sách giáo khoa có rồi, mình không có ghi nữa. Rồi cô sẽ cho các bạn một ví dụ để vận dụng định lý số 1 nè. Đó, các bạn quan sát vào ví dụ xem có vận dụng được định lý số 1 để làm không. Vậy định lý số 1 này cô sẽ ghi bằng ký hiệu cho các bạn nè. Cạnh góc vuông bình phương bằng cạnh huyền. Cạnh huyền cô viết tắt như này nha. Nhân với hình chiếu. Đó, viết tắt như này thôi. Nội dung nôm na nó vậy, có nghĩa là phát biểu đầy đủ là trong một tam giác vuông, bình phương của mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Nhưng mình chỉ cần nhớ ngắn gọn để mình từ đó mình phát biểu ra thành định lý. Rồi bây giờ nhìn vào đây. Thì bây giờ mình thấy là người ta yêu cầu tìm x. X là độ dài của cạnh nào đây? X này là độ dài của cạnh EK. Mà cạnh EK này được gọi là gì trong hình vẽ này? Trả lời xem nào. Quý. Dạ thưa cô, là hình chiếu. À đúng rồi, cạnh EK là hình chiếu. Vậy khi này người ta yêu cầu tìm hình chiếu mà mình biết độ dài cạnh góc vuông của nó chưa? Cạnh góc vuông biết rồi. Cạnh huyền cũng biết rồi. Vậy mình thấy quan sát lên công thức, cạnh góc vuông biết rồi, cạnh huyền biết rồi, vậy rõ ràng mình sẽ tìm được cái gì? Hình chiếu. Rồi các bạn có hiểu cách trình bày không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trình bày ví dụ nha. Vậy trước như hồi nãy cô nói rồi, muốn ghi được những công thức này mình phải ghi câu đầu tiên là gì? Xét tam giác nào, vuông tại đâu, có đường cao là gì? Rồi mời một bạn trình bày với cô nào. Ghi như thế nào đây? Bạn Dung. Hôm nay có bắn ai không My ơi? Dạ bây giờ là chỉ có vắn bạn Tuấn Anh thôi cô. À, cô thấy 46 là vắng một bạn. Rồi bạn Dung, cô gọi lần hồi nãy giờ 3 lần thứ 5 rồi đó. Cũng không nghe trả lời luôn. Rồi bạn Hương Giang. Bạn Dung này chắc để bật điện thoại lên xong rồi đi đâu rồi. Cô là xét tam giác DEF. D có D bằng 90 độ. Cô ơi. Ơi. Em tưởng cô không nghe. Cô nghe mà cô đang ghi nè. DK góc với EF. Tại biết đúng rồi, cô xem vô chi nữa. Có. Lâu lâu cô cũng tưởng là cô đang ngồi nói chuyện với máy tính. DE mũ 2 bằng EF nhân với EK. Đúng rồi, thay số là tính cho cô luôn. Tương đương với 3 bằng x nhân 5. 3 mũ 2 chứ. 3 mũ 2 bằng x nhân 5. Mình ghi EF trước, cô 5 trước nhân x sau. Rồi từ đây muốn tìm x làm sao? X bằng 3 mũ 2 chia 5. Đúng rồi. Rồi kết quả bằng mấy? 9 phần 5. Trời ơi. Cô ngoan, cô gọi hoài trời. 9 phần 5 là bằng 1,8. Ừ, cô tắt cái Zalo trong cái máy tính của cô ấy. Chứ mày à.
Rồi. Bây DF giờ. Hai. Rồi mời bạn khác đi Giang ơi, để cô mời thêm một bạn khác nha. Rồi các bạn hiểu câu này chưa? Hiểu DE chưa? DE bình phương là cạnh góc vuông bình phương bằng cạnh huyền là EF nhân hình chiếu là EK, rồi sau đó thay số vô. Rồi tương tự như vậy mời một bạn tính nha cô. À, viết công thức thứ hai để tính được độ dài của Y, Y là KF. Vậy KF tính bằng cách nào là ai biết? À, Quỳnh Giang. Dạ thưa cô là Y bằng lấy EF trừ cho EK. À đúng rồi, mình muốn tính KF. KF rất là đơn giản. Thì mình sẽ lấy EF trừ cho gì? Trừ cho EK. EK. Đó. Không cần áp dụng công thức số 1 vẫn làm được ha. EF là bằng mấy? 5. Bằng 5. EK là 1,8. 1,8. 1 cơ cô. Em nhìn lại. Dạ bằng 3,2. 3,2 này có nghĩa là cái gì sẽ bằng 3,2? Y sẽ bằng 3,2. Tại đề bài yêu cầu tìm x với y cho nên mình kết luận cuối cùng là phải có x với y. Hiểu chưa? Rồi bạn nào trình bày tốt hơn nữa thì mình sẽ ghi thêm câu nữa kết luận là vậy gì? X bằng 1,8. Rồi y sẽ bằng 3,2. Rồi các bạn hiểu ví dụ 1 chưa? Có bạn nào thắc mắc không? Lưu ý giúp cô nha. Ở đây công thức số 1 tính DE, DE bình phương. Thì cái ý thứ hai này có nhiều bạn sẽ nảy sinh vấn đề là các bạn sẽ viết theo công thức là gì? DF bình phương. Nhìn vào hình vẽ thì DF bình phương nó sẽ bằng là gì? Mời một bạn trả lời cho cô nào. Bùi Lê Duy. Bùi Lê Duy. Bạn Bùi Lê Duy lần thứ 3 rồi. Lớp này có một số bạn là cô gọi không bật camera mà tới lúc cô gọi cũng không thèm lên tiếng trả lời nha. Đó, hai bạn rồi, hai bạn này mai mốt là cô sẽ trừ vào điểm chuyên cần đó. Rồi bạn cô ơi, bạn Duy bị lỗi mic rồi cô ơi. Gì? Lúc này giờ bạn cứ Duy... gọi xong lý do lỗi mic lỗi đồ không à. Rồi bạn Hồ Gia Hưng. Bạn Hồ Gia Hưng. DF mũ 2 bằng KF nhân EF. À, KF nhân với EF, đúng rồi. Vậy mình sẽ thay vào công thức này, mình tính được DF nhưng nó sẽ dài hơn cách tính kiểu của cô trên đây. Rồi, hiểu chưa mấy đứa? Có hiểu chưa? Rồi, hiểu rồi, mình sửa bài vào, mình chuẩn bị qua phần tiếp theo nha. Bạn Dung hồi nãy giờ cô gọi xong không lên tiếng câu nào luôn đúng không? Không hề lên tiếng tới cuối tiếp mà không lên tiếng nữa. Cô coi như tiếp này vắng. Rồi các bạn sửa xong ví dụ 1 chưa? Trình bày xong ví dụ 1 vào sách giáo khoa chưa? À vào vở chưa? Cô nhầm. Rồi. Rồi cô chuyển qua nhé. À, chuyển qua định lý số 2. Các bạn ghi phần 2 nhỏ một số hệ thức liên quan đến đường cao. Trong phần số 2 này mình sẽ có 3 định lý. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về định lý số 2. Mời một bạn đọc nội dung định lý số 2. Mời bạn Bảo Long. Dạ. Cô mời đọc nội dung định lý số 2. Trong một tam giác vuông bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng 2 tích của hình chiếu của hai góc vuông trên cạnh huyền. Rồi các bạn đọc tự mình nhẩm lại định lý số 2 một lần nữa để xem định lý số 2 mình sẽ ghi tóm tắt mình cần chú ý nội dung ngắn là gì. Đây nè, bình phương đầu tiên mình gặp là từ bình phương đường cao. Đó. Đường cao tất nhiên trong đây giả đường cao ứng với cạnh huyền rồi đúng không? Bằng tích, tích cũng là phép nhân luôn. Hai hình chiếu tất nhiên là hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Vậy đây tóm tắt nội dung là cô gạch trên những cái từ cần lưu ý rồi. Các bạn sẽ nhìn vào hình vẽ này viết công thức. Viết được không? Bạn nào viết được? Rồi bạn Ngọc Huy. Dạ thưa cô là AH bình phương bằng BH nhân HC. À đúng rồi, bằng BH nhân với HC hay là cô ghi là CH được ha.
Đó này là bình phương đường cao nè, bằng tích nè, tích là phép nhân nè, hai hình chiếu là BH với CH. Đó, vậy mình có nội dung định lý số 2, mình sẽ viết bằng ký hiệu như sau. Đó, vậy thì các bạn trình bày vào vở như này ha. Trình bày vào vở. Rồi, trình bày vào vở đi, xong rồi cô sẽ cho một ví dụ để vận dụng định lý này. Mỗi định lý cô đều cho một ví dụ để vận dụng hết. Các bạn nào vẽ hình không kịp thì hình vẽ này coi như mình sử dụng chung với định lý số 1 vẫn được nha. Rồi bây giờ cô cho ví dụ nè, ví dụ số 2 cũng cho một hình vẽ, yêu cầu là tính độ dài x. Và nhìn coi bây giờ giữ sử dụng công thức định lý số 2 này như thế nào để tìm được x. Rồi có một bạn đưa tay rồi. À, các bạn có làm kịp không? Vẽ hình kịp không? Lưu ý là vẽ hình vào vở cho cô nha. Rồi mời bạn Tú An. Dạ thưa cô, là xét tam giác DEF, D góc D bằng 90 độ, DK vuông góc với EF có. DK vuông góc với EF có. DK bình phương bằng EK nhân KS. Suy ra x bình phương bằng 4 nhân 9. Suy ra x bình phương bằng 36, suy ra x bằng 6. Rồi về ở đây x bình phương bằng 36 thì mình nhớ là muốn tìm x mình sẽ tính là căn bậc 2 của 36. Mà phần căn bậc 2 của 36 là bên đại số mình học rồi, nó sẽ bằng 6. Đó vậy thôi là xong. Kết luận là vậy, x bằng mấy? X bằng 6. Rồi các bạn hiểu nội dung định lý này chưa? Có hiểu cái ví dụ 2 không? Rồi trình bày và vỡ đi. Vẽ hình đầy đủ nha. Ví dụ 2 này bắt buộc các bạn phải vẽ hình là thì hôm sau mình nhìn mình mới hiểu được cách làm. Bạn anh có ý kiến gì hả? Cô mấy em lắc qua trên ra ghi lại hả cô? Ừ. Xong chưa các bạn? Tuấn Anh xong chưa? Tuấn Anh ơi! Mời bạn Lê Quang Gia Bảo nè. Lê Quang Gia Bảo viết bài xong chưa? Cô em mới bị rớt mạng, em chưa nên giờ em mới bắt đầu viết cô ơi. Rồi, bạn Danh Văn Bảo viết bài xong chưa? Dạ em đang vẽ hình vuông cô. Rồi, vẽ đúng ba nhóc vuông nha mấy đứa. Cô ơi cô. Ơi. Cô ơi. Ơi. Máy em nó bị đơ màn hình cho em thét ra vô lại cô. Ừ. Cô. Hả? Máy em cũng bị đơ. Bạn nào nữa? Dạ em Hưng ạ. À. Ừ. Sáng nay mạng yếu quá ta. Rồi xong chưa? Bạn nào chưa xong rồi tí nữa mình có thể chụp màn hình đi các bạn, chụp màn hình để tí nữa mình ghi sau, hoặc là tí nữa xem lại trong cái tệp recording để xem lại để ghi nha. Nếu bạn nào mà bị đứng. Ơi. Em không biết là cô có chia sẻ màn hình không chứ em không thấy gì hết cô. Cô vẫn đang chia sẻ màn hình mà các bạn vẫn thấy mà đúng không? Em không thấy gì hết cô ơi. Dạ máy anh có vấn đề. Ờ. Nhà anh phải đi nâng cấp đường truyền rồi anh ơi.
Rồi cô chuyển qua nha. Tí nữa bạn nào mà không hiểu á thì mình sẽ xem lại cô nha, xem lại để viết bài cho kịp nha. Chứ chờ là lâu lắm luôn á. Anh thấy được chưa? Dạ chưa. Vậy thôi, cô kết thúc, cô ngưng chia sẻ, cô chia sẻ lại cho các bạn thử xem các bạn có thấy không nha. Rồi giờ cô chia sẻ lại nè. Rồi thấy được không? Anh thấy được chưa? Dạ được rồi cô ơi. Rồi, tại mạng nó yếu nên là cô sẽ chia sẻ lại lần nữa thì các bạn sẽ thấy được. Chứ không mà không chia sẻ lại là bắt đầu màn hình của mấy bạn mà yếu quá là đen luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua định lý số 3 nha. Rồi mời một bạn đọc nội dung định lý số 3. Bạn Danh Văn Bảo. Nếu cô là trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Rồi. Vậy các bạn đọc nội dung định lý này, các em sẽ viết bằng ký hiệu được không? Tích nè, đọc nha. Tích của hai cạnh góc vuông. Đó, tức là cạnh nào nhân với cạnh nào bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Đó, rất là dễ luôn á. Rồi, bạn nào biết nào? Biết bằng ký hiệu giùm cô nào? Còn bạn nào nữa không? Mãi cô thấy những bạn ấy đưa tay hoài à, những bạn khác đâu. Rồi bạn Huỳnh Ngọc Anh. Dạ thưa cô, AB nhân AC bằng BC nhân AH. Đúng rồi. Vậy định lý này mình sẽ nhớ là cạnh góc vuông nhân với gì? Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với hình chiếu ha. Rồi vậy thì từ đây mình có nội dung định lý số 3 viết bằng ký hiệu. Rồi các bạn sẽ viết nội dung định lý số 3 và vở, sau đó cô sẽ cho ví dụ nè. Ví dụ số 3. Quan sát vào ví dụ số 3. Ở đây cô cho ví dụ tương ứng với định lý số 3 thì mình biết chắc chắn là mình sẽ sử dụng định lý số 3 để làm rồi. Thì nó sẽ dễ. Viết công thức của định lý số 3 ứng với tam giác DEF, sau đó thay số và để tính. Được không? Bạn nào đang bật mic chứ? Rồi bây giờ cô mời một bạn, mời bạn Thanh Hằng. Dạ, cô là xét tam giác DES có D, góc D bằng 90 độ. DK vuông với EF có DE nhân DF bằng EF nhân DK. Rồi, thay số rồi cô nào. Dạ, thưa cô là sẽ bằng 6 nhân x bằng 10 nhân cho 4,8. Suy ra 6x sẽ bằng 48, suy ra x bằng 8. Rồi, đúng rồi. Rồi, các bạn có hiểu nội dung định lý này không? Hiểu nội dung định lý số 3 chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ qua nội dung tiếp theo nha. Kịp không? Rồi, cô cho 1 phút để chép bài. Bạn Dung hồi nãy giờ có vào chưa?
Bạn Dung có nghe cô hỏi hồi nãy giờ? Nãy giờ cô gọi Dung tới 6-7 lần rồi đó Dung. Dạ bị lỗi mạng ấy cô. Lỗi mạng thì ít ra phải vào ô chat trả lời cho cô, đằng này ô chat cũng không thấy luôn. Cứ bạn nào mà cô gọi nhiều lần cô không thấy lên tiếng trả lời là cô sẽ trừ vào điểm chuyên cần. Rồi còn rất là nhiều bạn chưa nộp phần vở ghi với phần vở bài tập nha. Là cứ đầu tuần là cô sẽ tạo tất cả các bài tập. Cô sẽ ghi là vở ghi đại số tuần 1, rồi bài bài tập về nhà đại số tuần 1, rồi vở ghi đại hình học tuần 1, vở bài tập về nhà hình học tuần 1 là các bạn sẽ nộp theo tuần tuần nha cô. Trong tuần đó cô giao cái gì các bạn sẽ nộp. Còn bạn nào vẫn chưa biết sử dụng thì cứ nhắn tin riêng cho cô, liên hệ với cô sẽ hướng dẫn. Còn sau này bạn nào cứ lấy lý do kêu em không biết làm mà bị trừ điểm thường xuyên là không chấp nhận. Tại vì cái trang web này rất là dễ vào, mà các bạn tới lớp 9 rồi các bạn rất là rành, nên là không nói có lý do gì mà kêu không biết làm hết. Rồi xong chưa, cô chuyển qua định lý tiếp theo nha. Định lý số 4. Mời một bạn đọc nội dung định lý số 4, Đăng Khoa. Thưa cô, là trong một tam giác vuông, nghịch đạo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đạo của bình phương hai cạnh góc vuông. Ủa hết giờ rồi hả mấy đứa? Thôi thì vậy cô cho nghỉ giải lao tí nữa, vào tiết mình sẽ học tiếp ha. Dạ cô ơi. Ơi.